we sail a little bit higher.
chờ đợi gì nữa. Kính thưa quý vị, và sau một tuần nghỉ ngơi của em, dạ đó, thì bây giờ chúng em sẽ trở lại phục vụ đầy đủ nhất tất cả các thành viên tối đêm nay. Và đặc biệt tối đêm nay sẽ có top 6 Hoa hậu chuyển giới quốc tế Đỗ Nhật Hà sẽ tới để biểu diễn cho quý vị thưởng thức nữa quý vị nha. Nên hãy ở lại đến cuối chương trình. Và chúng em đang phục vụ, mỗi lá vé chỉ có 10.000 đồng. Quý vị ủng hộ liền tay quý vị nha. Và ủng hộ mỗi tay quý vị nha. Một vòng sẽ diễn ra rất là nhanh, rất là lẹ. Và để thay đổi tặng phẩm cho quý vị không nhàm chán, thì đêm nay chúng em đã tăng cường những tặng phẩm như sau. Và ngoài, nếu quý vị không lấy gói bông có thể chọn qua một bịch Omo. Và nếu không lấy qua một bịch salon có thể lấy qua một bịch dầu ăn. Và nếu không lấy dầu ăn có thể lấy mặt nạ Mask Station quý vị nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một loại đầu tiên. Quý vị hãy ủng hộ liền tay bởi đây chỉ có 10.000 đồng quý vị nha. Và ở dưới nhân viên chúng em là những cô văn phòng hết sức xinh đẹp. Nhưng mà con nhỏ bị sét đánh quý vị đừng có đứng lại gần nó quý vị nha. Cái đầu nó hơi thúi. Đó. Rồi, mỗi lá vé chỉ có 10.000 đồng và phục vụ nhanh, phục vụ lẹ mấy em ơi. Tràn xuống khu vực quận 3, quận 7 bán luôn đi nè. Em chỉ sợ là còn vé quá nhiều thôi quý vị. Dạ. Và khi mà quý vị đã cầm vé trên tay, hãy kiểm tra là giùm em sẽ có 60 con số trên lá vé tương ứng với 60 quả banh trong lòng cầu này. Và khi mà chúng em bắt đầu kêu số thì quý vị sau những mỗi bài hát sẽ đổ một con số, quý vị vui lòng dùng phấn gạch vào con số tương ứng trên lá vé của mình. 4 con trên 1.000 là quý vị may mắn trúng thưởng. Và quý vị thân mến, khi đã cầm lá vé trên tay hãy dò lại giùm em 3 con trên 1.000 là đủ. Lộn, 4 con là đủ, 3 con là thiếu, 5 con là dư. Số nào luôn mờ đổi là nhân viên bên trên quý vị nha, để không thiệt thời về sau. Và chúng ta sẽ có mỗi vòng sẽ có mỗi số gặp loại khác nhau nhé. Bên đây nè. Lắc lắc mà nghe tôi yêu con cần.
Dễ sợ, dòng đầu tiên mở hàng nó đều dễ sợ quý vị, một nam một nữ luôn. Rồi, nam tả nữ hữu luôn mà em biết bên nào luôn á. Rồi, hả số mấy nãy vậy má? Số 3 vừa kêu qua. Có 1. 26. Có 2. 48. Có 3. 58. Có đủ. Dòng loại đầu tiên cảm ơn chị Hô. Số 3, 26, 48, 58 anh. Ủa? Y chang á. Anh có kinh rồi anh nhận quà đi anh. Dạ. Chưa, chưa, chưa. Bây giờ mình nhận gấu trước sau khi mình chọn quà nha. Bữa nay mình đi siêu thị nha. Rồi chị vô đi đứng với chị. Dạ. Rồi bây giờ mỗi người, em có ghi trong tờ vé rất là rõ ràng là kinh trùng tặng phẩm sẽ được chia đều. Cho nên là em sẽ tặng mỗi người một con gấu bông trước, gấu bông nhỏ quý vị. Sau đó chúng ta, ai bốc được con số lớn hơn thì chúng ta sẽ tiến tới gian hàng cho chúng em để chọn quà. Và để cho quý vị không nhàm chán, chúng ta đã có tăng cường những cái vật dụng quà tặng cần thiết hơn cho mỗi ngày ngoài gấu bông quý vị nha. Cho nên bây giờ xem ai sẽ là người chọn quà quý vị ơi. Anh số mấy vậy anh? Con có hơn không? 11. 28, chúc mừng cô rồi, cảm ơn anh. Và một lớp nước yến Biconet sẽ gửi đến anh, xin cảm ơn anh. Rồi, ngay bây giờ, chúng em sẽ xa vào lòng quý vị để phục vụ dòng loại tiếp theo. Quý vị hãy ủng hộ nhiệt tình cho bóng đòn quý vị nha. Các tốt đẹp nhất, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng đời của tôi Sài Gòn Tân Thời. Chúng tôi xin cảm ơn nhà tài trợ PH Shilock, chìa khóa thông minh. Nhà tài trợ nước yến Biconet Đông Trùng Thảo Đông Dược Vĩnh Xuân và hệ thống phân phối mặt nạ Mask Station, chuyên phân phối mặt nạ dưỡng da và điều trị từng loại da. Và chúng ta có thể ủng hộ mặt nạ Mask Station tại địa chỉ 126 Xuyên Ba Nguyễn Cư Trinh quận 1, giảm 20% cho khách hàng để mua trực tiếp tại cửa hàng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Đẹp đang đợi bút phục vụ quý vị, người đẹp Luna Lumi, chị Thanh Thanh đang phục vụ vé của quý vị ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người vậy nhà lầu xe hơi sầu riêng em ba rồi bao về ăn con mèo tới đây em sẽ đợi em đợi tâm trái cho anh còn tình duyên em để trong người mua duyên sao chồng quen bà nội ơi. Hợp lệ dòng loại 93 thưa quý vị, hợp lệ. Còn ai nữa không ạ? Chạy thật nhanh thật lệ lên sân khấu nhận thưởng quý vị nha. Để qua dòng loại chúng ta sẽ mất quyền lời quý vị nha. Rồi, ngay bây giờ. Đó, anh lấy gấu hay lấy quà? Đó, anh lấy em. Đó, lấy em vậy, chân tủ thiêu chơi. Đó, rồi còn ai chú quý tế ủng hộ liên thai mà lấy mấy có 10.000 đồng quý vị nha. Mỹ gì ra Mỹ, gì ra Mỹ, gì ra
Vậy á, bao tụi bà xỉu rồi đâu bà ngủ. Ủa bà nội, chưa chưa có dầu nhớt hay em. Dầu, dầu nhớt đâu đây. Nãy đây đây. 37 Yeah.
bị mất hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không kể kể cho mọi người nghe thôi, hiểu không? Kể đi. Kể đi anh cả. Cái gì má? Đi vô lấy cây súng cho tao, kể không vui tao nã con này liền. Kể đi. Bây giờ có áp lực mới kể. Em vô duyên 50 huyền. Chúc mừng anh, mời lên sân khấu nhận thưởng giao loại 143 hợp lệ. Cái gì vậy má ơi? Mày muốn ăn tuổi hay sao? Nó có chồng rồi đó. Rồi, chúc mừng em gái nha, vẫn là 36 có 1, 49 có 2, 25 có 3, số 1 giao loại 125 hợp lệ. Rồi em gái lên sân khấu luôn. Trời ơi, dòng này đông nhịp tim dữ quá vậy trời, lỗ rồi. 50 có 1, 47 có 2, 36 có 3, số 1 hợp lệ. Lên em ơi. Có kinh luôn hả? Trời ơi, 50, có 47, có 2, 36, có 3, số 1, chúc mừng em tràn lên em ơi, 143, rồi hợp lệ, rồi, vẫn là 49, 36, 25, số 1, đi chàng, và dòng lại 124, chúc mừng anh, bước lên lên sân khấu nhận thưởng em. Trời ơi, bà bán vé ra như nấu bò vậy ông nội. Tôi chưa thấy con nào mà nó miết quần áo dài như vậy bố hết trơn. Con này đó là cái gì nó cũng dám làm hết trơn. Rồi kính quý vị, và chúng ta có 5 chủ nhân độc giải. Và bây giờ mỗi chủ nhân sẽ nhận qua một con số may mắn, xem ai con số lớn hơn. Và để thay đổi không có sự nhàm chán trong quà tặng thì tuần này chúng em sẽ thí điểm tặng thêm những nhu yếu phẩm cần thiết. Quý vị nào không lấy gấu bông hoặc qua gia đình mình đi chơi lô tô nhiều lần không lấy nhiều gấu bông, chúng ta sẽ có thêm sự chọn lựa. Và nếu mà hình thức này mà quý vị đồng ý và hưởng ứng nhiệt tình thì chúng em sẽ thay đổi dần dần để có nhiều tặng phẩm hơn cho bà con mình nha. Rồi, nhận giùm em. Dạ, số ai số lớn nhất vậy? 59. Có đem nhau mèo phải không? Sao bóc được số bự quá vậy? Có 60 con số mà bóc số 59 là mấy ông kia đi về hết rồi sao? Đó, đàn ông trai lấy gấu màu hồng. Đó, suy nghĩ sao lại là đổi gấu màu kem. Chúc mừng anh. Và ngay bây giờ thưa quý vị, chúng ta cùng đến với nữ hoàng. À, không được. Tai mũi hồng quý vị, người đẹp mai thiên tai quý vị. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ hoa hậu của chúng ta đã đến, Đỗ Nhật Hà đã đến rồi. Chút xíu nữa quay sẽ tràn ra sân khấu để nhảy múa và chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng nhan sắc lộng lẫy của ấy quý vị nhé. Mấy gì ra ngon ghê, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Đang đỡ ta đi qua con suối con kè, qua nước dãy qua bao nhiêu rừng đông đỏ. Đang đỡ ta đi chiến đấu đêm ngày, giữa rừng xanh dãy núi cao ca. Ba ghé chó, ba ghé nữa, ba ghé nữa, số gì ra, mấy gì ra, số gì ra. Anh chưa có ghé chưa, ta lên giùm em. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, rồi cười gì ra, số gì ra. Số gì
là 30 con cuội. Số 30 số đầu tiên quý chị ơi. Mấy gì ra mấy gì ra. Từ nay ta cách không còn ta trông thấy nhau. Người nỡ quan thề và câu thủy chung bước đi theo người về xứ xa. Em ơi mình yêu nhau bao năm tình kéo sơn. Số gì đây, con số gì đây, hai gì đây, con hai gì đây, hai gì đây à? Anh nhớ đi xuống cầu thơ, cùng em hát vui ca mộng mơ à. Nhớ hoài tuổi thơ, ôi sao là ghê. Khi bé thân hay gọi em là cô bé cùng mơ tình liêu à. Hai cha tuổi thơ, ôi sao đẹp xinh. Nay lớn không anh đẹp xinh, là môi thắm như hoa hồng tươi à. Đi rồi trái tim anh thuộc về em. Em vẫn ngây thơ mộng mơ, nào hay biết tim anh đã yêu à. Ai cha trái tim anh này buồn đau khai.
MTV Asanjo 40 inch trên sân khấu. Và song song đó chúng em sẽ tặng quý vị thêm một vé của một vòng loại khuyến mãi nữa. Quý vị mua một vé được tặng một vé, mỗi vé là 20.000 của vòng loại đặc biệt quý vị nhé. Rồi số 10 giờ kia qua có một, số 8 Khoan cái gia đình hồi nãy nữa đúng không? Đâu ơi, con gái có áo của hình con mèo sao con hơn quá vậy? Số 10, số 8, 23. Đọc quá vậy, đọc quá mà vô cho kịp má. Chị xin lỗi em. Số 10. Đọc nhanh lên đi mày á. Câu 8 mày cái là xuất cái đầu tóc giả của Yêu Nghiệp. Đọc nhanh mày cũng phê bình nữa là sao? Rồi. Số 8. Số 8 có 1. Ta đọc số 8 là có 2 rồi má. Má cái gì có 2 đọc 1 số, má gì có 2. Ta đọc số 10 nãy rồi mày không chịu thôi. Số 10 nãy kêu rồi là tự biết đi chứ. Ê, tự phê bình kiểm điểm nha. Ê đâu có được vậy chứ PD mà sao bị đuôi bị điếc nữa hả? Còn bị mất trí nhớ rồi là sao? Nãy số 10 ta kêu qua là có 1 rồi. Có 1 rồi bây giờ số 8 là có 2 mới đúng chứ. Rồi nãy số 8 đọc là số 10. Đọc số 10 ta đâu có 1, đọc số 8 ta đâu có 2. Trời thật ơi trời. Là khỏi nhận nữa, con Yêu Nghĩa số 2, con Yêu Nghĩa. Đọc lại nè, đọc lại nè. Số 10 vừa kêu qua. Rồi có 1. Số 8. Có 2, bây giờ mới có 2. Chỗ của mắt mày khoai le nha. Con Yêu Nghĩa. Đúng không? Hồi nãy là số 10 là phải có 1, chứ bây giờ số 8 mới là có 2 chứ đúng không? Đúng không quý vị? 23. 23 có 3. Ta mới đọc lần đầu tiên, thứ sau là số có 3. Lẽ là có 1 chứ. Mày lật lọng với chị mày hả? Mày nhìn đi, tóc con nào dài hơn? Ôi, số tóc giả như nhau má ơi, cởi ra con nào đầu đinh nhiều hơn. 23 vừa kêu qua. 23 là vừa kêu qua, số 10 mới là vừa kêu qua chứ 23 là vừa kêu qua. Ở mất trí nhớ hả? Nãy tao mới kêu thằng kia tao nói là tao vừa kêu qua được chưa? Nhưng mà tôi không có kêu qua, tôi không có. Số 10 vừa kêu qua. Có 1. Đó tao mới nó kêu 23, bây giờ là số 10 mày cũng trả lời đúng không Yêu Nghĩa? Số 10 vừa kêu qua. Không có số 10. Không có số 10 là con mắt mày nâu, 3, 4 người thì quýnh mày chết. Số 10, số 8, 23, 42. 42 có đủ. 4 con lẫn nghe mẹ. 122 hợp lệ, chúc mừng cô gái nha. Rồi, vẫn là số 8, số 10, 23 và 42, 121 hợp lệ. Rồi con lên luôn đi, lên luôn, em lên luôn. Con gái lên luôn. Rồi, số mấy nè con trai? Số... Trời ơi, nó quẹt sao không còn con số luôn. Rồi, số 10, 23, 42, số 8. Ê nè, nè, nè. Nhắm bán được không? Bán được ra bắt xe buýt về quê. Mày giờ này 9 giờ tối xe buýt đâu ra hả má? Xe buýt chạy tới 10 giờ lắm mày á. Trời ơi bà, ê giọng cái giọng này là rõ ràng đi bộ không nè, đi bộ đi xe đạp không nè, chứ bây giờ đi xe buýt sao á. Trời ơi. Bán vé đi bà nội. Bắt bẻ quay. Ê cả ông lợi có đuổi tao xuống bán vé. Rồi số mấy con gái? Trời ơi hơn quá, số 3. 22, 45 rồi. Chúc mừng con, nãy con nhận gấu rồi, bây giờ con nhận gấu nhỏ nghe. Dì à con ơi, nhường cho hai anh chị lớn nha. Ấy, trong loại cuối chúng ta sẽ nhận nhân đôi tặng phẩm là một vé màu vàng. Vé quý vị ủng hộ vòng đặc biệt là vé màu hồng nha quý vị nha. Và chúng ta sẽ vào vòng đặc biệt với quà tặng là một chiếc TV Asanjo 40 inch là vé màu hồng. Mỗi lá vé là 20.000 đồng. Cái gì vậy mẹ? Mẹ được báo mà tao gắt quần nữa hả? Trời Phật ơi. Cuối đường băng, cuối đường băng, cho vé màu hồng anh ba mình.
thì đây mới mà con gặp số vô số. Vì đây buồn, vì đây buồn, vì đa buồn, vì đây buồn, vì đa. Kể từ đứng em đây có màu, là biết có thai rồi nha. Nhưng em tầm lo, trong mối tư do, không biết sắp nó ra cái đường nào. Một mười sáu, bốn 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 mười sáu. Mấy thì đa số, thì đa số, thì đây số. Số 10, tác Mỹ Bình, giờ số tiếp. Con số 10, con số 10, con số 10, con số 10, số là con mây. Số gì đây, số gì đây, bốn gì là bốn gì đây. Làm con tay sông sao đau nỗi nhớ. Con nước sông tình cả nặng cách phù xa. Hai chồng có nước chạy qua. Lòng à ta đó còn tìm mà nghĩa tình. Tháp 10, kinh rạc mặt nghiêm sinh. Bốn mười chân. Được luôn hả? Được hết.
con ngang ngược. Rồi, từ từ đợi em một chút xíu nha. 54 giờ kêu qua. 54 có 1, 37, 37. Đâu ra 37 má. À xin lỗi quý vị, em lò dò lộn hàng. Đá BD còn bị đuôi nữa. Số 1 vừa kêu qua. Số 1 có không? Có. Sao mày không nói có? Thì nó có. Mày nói có cái sao thấy bạch chiếu mày hả? Tôi nói có đó mà điếc mà không nghe hay gì má. 32. 32 có 2. 49. 49 có 3. 58. 58 đủ nè. Đứa nào đem cây súng cho tao nã con này liền đi. Đứa súng đồ chơi mà nã được mà nã bỏng vô tù còn rồi. Dâm loại 239 hợp lệ trên sân khấu thưa quý vị. Và vẫn là số 1, 32, 49 và 58 ha. Rồi xin chúc mừng ạ. Rồi bên đây. Dạ, trong loại 51 và 51 hợp lệ. Số 1, 32, 49 và 58 hợp lệ. Dạ, xin chúc mừng. Nè gái cầm rồi gái tự dò đi. Khỏi mất công 2-3 người chi tốn nhân công, tốn lao động lắm. Xuống dưới ta bán vé cho bao nhiêu người chứ ta chụp hình tôi được nãy giờ rồi. Kêu dò vé số, chi dò cho đã đời. Không cho nói một câu nào. Nói hối nhà và nói hối gì. Tôi không biết tôi muốn cái bà nụ cha mày. Tao cắm đầu là tao giết mày chết. Cô yêu nghiệp. Rồi, kính thưa quý vị, và vẫn là dòng loại 240 và một dòng loại cuối cùng, 4 dòng loại 4 chủ nhân. Và số 1, 32, 49 và 58 hợp lệ thưa quý vị. Và để công tâm nhất, nếu quý vị khán giả nào còn thắc mắc có thể chạy lên sân khấu để kiểm tra lại dùm cho bổn đoàn quý vị nha. Vì đây là vòng loại đặc biệt, tặc phẩm có giá trị nên quý vị hãy check lại thật kỹ. Nếu không chúng tôi sẽ trao tặc phẩm và mọi khiếu nại về sau chúng tôi không giải quyết thưa quý vị nha. Và ngay bây giờ để công bằng nhất cho đêm diễn tới đêm nay thì bây giờ mỗi người nhận qua một con gấu nhỏ trước. Sau đó chúng ta sẽ tiến tới lòng cầu xem ai có con số lớn hơn nhận ngay TV về nhà quý vị rất là dễ dàng. Có nghĩa là quý vị may mắn trúng thưởng lên đây còn quà hải nữa quý vị nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời quý vị. Rồi, anh ơi anh tới tự quay luôn đi. Không có, quỷ quay hỗ trợ đi, không biết ảnh không quay mà quay được không. Rồi, hỗ trợ, rồi, quay nha, quay. Quay điên cuồng lên, đó, rớt. Bỏ vô. Nó quay cho giữ vô. Anh trai nãy đâu rồi? Rồi ngược lại. Bà nội này chắc bữa nay khỏi lãnh lương quá. Lấy đi anh. Đó, anh giấu luôn đừng cho ai biết nha. Đó, trời bà giấu được là đàn ông ghê vậy đó. Thì ghét dễ sợ. Rồi lấy đi anh. Hết hồn. Hú hồn cho anh còn nguyên. Rồi, vô đi anh, tiếp tục. Trời ơi, TV sẽ về tại ai hồi hộp quá quý vị ơi. Giống như em sắp đi lấy chồng vậy đó. Rồi vô. Rồi vô. Đó. Rồi số mấy quý vị ơi. Đó. Rồi em phỏng vấn sơ sơ nha. Trong khi chờ đợi mình cứ ủng hộ vé nhầm lời tiếp theo quý vị nha. Mỗi vé chỉ có 10.000 đồng quý vị nha. Số mấy vậy anh? 34 quý vị. Đó, hồi hộp. Yeah, tự nguyện luôn. 18 trăng tròn. Đó. Găm 14. Yeah luôn. Số mấy? 51. Chúc mừng anh quý vị ơi. Chia buồn với anh nha. Rồi, đó. Bây giờ anh sẽ bỏ con gấu xuống chết cha. Cái TV còn bự hơn ảnh nữa sao ta. Đó anh ảnh nổi không anh? Đó. Trời ơi trời. Trời ơi không biết ảnh sao luôn. Rồi chúc mừng anh nhận được một TV Asanjo 40 inch. Từ Asanjo của Việt. Dạ từ Sài Gòn Tân Thời lộn. Rồi bây giờ tụi em sẽ trao cho anh tặc phẩm và cùi hỗ trợ đưa cho ảnh luôn nha. Tôi chưa thấy ông nào mà trúng thưởng mà cái mặt ngơ ngác như ông nội hết trơn hết trời. Ông quan mang Hồ Quỳnh Hương ghê luôn ông nội. Cụi ơi, mày đội hay mày đền cái TV đó cụi, sách ngang ông nội. BD đừng có thiếu hiểu biết nha ông cố. Đó vậy đó. Ờ nhìn mặt cũng sáng sủa mà giáp TV hơi đền 4 triệu mấy. Rồi kính thưa quý vị, và ngay bây giờ để sân khấu lắng động chúng ta cùng chào đón nhân vật khách mời của buổi tối hôm nay. Top 6, Hoa hậu truyền giới quốc tế. Giao lưu với khán giả của Sài Gòn Tân Thời ha. Thì sau cuộc thi thì em chị sẽ có những hoạt động gì trong nước nào mình có thể chia sẻ cùng với bà con hay là những dự án sắp tới của em chẳng hạn? Bên cạnh những cái việc mà em sẽ phát triển sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới thì Hà sẽ cố gắng bám sát theo cái dự án cộng đồng mà mình đã nêu ra trong đêm chung kết chương mục Hàng Mỹ. Sẽ cố gắng thực hiện những cái dự án cộng đồng để gây sức ảnh hưởng và thúc đẩy ban hành luật chuyển giới tại Việt Nam sớm nhất có thể. Ok, chị nghĩ là những cái dự án sắp tới mang cho rất là nhiều lợi ích cho cộng đồng thì em sẽ nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng LGBT và tất cả quý vị khán giả. Và quý vị ơi, quý vị nếu thích Đỗ Nhật Hà hãy tích cực like và share trong fanpage và viết những cái lời hay ý để
đẹp dành cho cô hoa hậu của chúng ta, để Lộ Lộ sẽ mời cô ấy trở lại trong những đêm diễn sắp tới quý vị nhé. Và xin cảm ơn em. Và sau vòng loại này, sau bài hát này thì Đỗ Nhật Hà sẽ đi xuống dưới phục vụ vé và chụp hình với tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho Đỗ Nhật Hà quý vị nhé.